Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em một âm ly rất là cổ luôn. Và âm ly này thì sẽ đến từ thương hiệu là Pioneer. Đây, mời anh em cùng xem qua về ngoại hình của sản phẩm. Về hình thức của sản phẩm thì vẫn coi là rất là mới, trên 95%. Đây, mời anh em cùng xem. Rất bỏ gỗ sản phẩm toát lên một vẻ rất là cổ kính luôn anh em à. Và tên model sản phẩm này sẽ là SX727. Đây là dòng sản phẩm là thuộc dạng âm ly đài receiver cho anh em. Đây anh em cũng có thể thấy luôn, đây là bộ đài của sản phẩm. Và thanh điều khiển tần số FM và AM thì sẽ có màu xanh da trời, nhìn rất là bắt mắt. Và hiện tại thì Nhật đang kinh doanh sản phẩm này với mức giá là 8.200.000 đồng. Chưa hết, anh em sẽ còn được bao ship luôn toàn quốc. Anh em muốn mua thì có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc là Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua về sản phẩm này. Về mặt trước của sản phẩm ở đây thì anh em thấy là các hệ thống mà nút nguồn này sẽ kim luôn các nút chức năng là loa A, loa B, loa C. Hoặc anh em có thể chơi là AB cộng hoặc AC cộng. Ở bên cạnh anh em sẽ là nút cắm tai nghe và đây là nút để điều chỉnh bass và treble. Còn đây là chính là cái nút để điều chỉnh về bộ lọc của âm bass và bộ lọc của âm treble. Còn đây là nút ba lăng trái phải. Bên cạnh thì sẽ là nút muting. Muting này dùng có hai chức năng là dùng để điều chỉnh là muting là tắt âm của đài FM hoặc tắt âm của nhạc. Còn ở đây là nút volume để điều chỉnh âm lượng. Đây là loa nét cho anh em à. Còn nút là nghe qua tap monitor 1 hoặc là 2. Còn đây là cái mode chức năng nghe stereo hoặc anh em có thể nghe qua mono. Và bên đây là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào ứng với những cái chữ ngay tại đây anh em. Hiện tại mình đang mở out cho mình điều chỉnh qua các cổng khác. Đây anh em, nhích qua mic thì nó sẽ hiển thị qua mic ở trên đây. Phono 1 và Phono 2 anh em. Phono 1 và Phono 2 cũng là cái đèn đó thôi. Bên đây sẽ là đài FM. Nếu mà đài FM thì nó sẽ có thêm những cái thanh tần số ngay tại vị trí bên này. Còn đây là mono. Còn cuối cùng là đài AM. Và thông thường thì anh em sẽ xài nhiều nhất là qua cổng là AUX để nghe nhạc qua CD hoặc nghe nhạc qua điện thoại cho anh em. Còn về mặt bên của máy, mặt bên của máy thì sản phẩm này là có lớp bỏ gỗ đó anh em. Những sản phẩm ngày xưa thì đa phần thì các nhà sản xuất thì sẽ trang bị là bỏ gỗ. Còn về mặt sau của sản phẩm thì anh em sẽ thấy luôn rằng đặc trưng của những sản phẩm mà có đài radio là có một cái anten để thu sóng tín hiệu. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy luôn rằng sản phẩm sẽ có cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào ngay tại đây, rất là đầy đủ, là từ phono là mâm đĩa than, nghe qua AUX là nhạc điện thoại hoặc là nhạc CD, đồ băng cối, cassette gì đều có thể cắm vào AUX. Còn cái nút chức năng về rác là ghi âm cho anh em, tép rác là để ghi âm. Còn đặc biệt thì sản phẩm sẽ có hai chức năng pre out và main in. Chức năng sẽ biến sản phẩm này thành một cái main, hoặc cho sản phẩm này có chức năng như một cái pre để tạo ra âm thanh hay hơn. Vì những sản phẩm mà phải thực sự cao cấp mà nhà sản xuất tự tin lắm thì mới có thể trang bị hai chức năng là pre và làm out này. Còn ở đây thì anh em sẽ thấy là sản phẩm sẽ có tổng cộng là 3 hệ thống loa cho các anh em có thể khả năng kết nối cùng một lúc và 6 loa. Nhưng mà tối đa anh em chơi cùng một lúc chỉ là 4 loa thôi anh em à. Còn đây là cái cổng kết nối loa nha anh em. Đây là đặc trưng của những dòng loa mà xuất vào thị trường Mỹ rồi anh em à. Vì cái này dòng loa xuất vào thị trường Mỹ rồi anh em có thể xem qua sản phẩm này thì sẽ có điện 120V nha anh em. Điện 120V.
Và đặc biệt thì sản phẩm này thì cũng có mức trợ kháng rất là rộng, là trong khoảng là từ 4 đến 16 ohm anh em ạ. Đây là mức trợ kháng mà hầu như là phù hợp với tất cả các cặp loa trên thị trường hiện nay. Còn về nội thất ở bên trong máy mà anh em cùng xem sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy là có một cục tăng phô rất là lớn ngay tại vị trí này. Ở đây anh em sẽ thấy rằng có hai tổ lọc nguồn và đây là một cái vỉ sắt. Và trên cái vỉ sắt này thì sẽ tổng cộng trang bị 4 sò sắt cho anh em khả năng khuếch đạt tín hiệu cực kỳ là lớn. Chất âm của những dòng piano mà receiver và đó là rất là bá đạo anh em ạ. Sản phẩm này thì sẽ được trang bị công suất là 170W, chạy 4 sò thang, 2 tụ lọc nguồn và một tăng phô rất là lớn. Và khả năng phối ghép và chất âm của sản phẩm thì mời anh em cùng thưởng thức luôn. Nhưng mà trước đó thì mình đã phối ghép thử và mình thấy là sản phẩm này vẫn dư sức để anh em chinh chiến cùng một lúc là 4 loa. Trong đó anh em phải chơi 4 loa 3 tấc hoặc là 1 loa 4 tấc, một cặp loa 4 tấc hoặc là một cặp loa 3 tấc thì cũng rất là ok luôn. Tôi không dài dòng nữa, mình sẽ mời anh em cùng thưởng thức xích âm của âm ly Pioneer SX727 này. Mình sẽ ghép luôn với cặp loa Diatone. Cặp loa Diatone này thì sẽ có 3 tấc và 3 đường tiến. Và mình ghép với cặp loa toa quen thuộc mà mình đã nghe tại vị trí này. Loa toa này thì đặc điểm của nó là công suất là đến tận 720W, công suất rất là lớn, nhưng mà mình vẫn đánh mấy cặp âm ly này để các bạn thấy là âm ly này có chỉ được cặp loa khó tính này hay không. Rồi mà anh em, và hiện tại mình đã kết nối sản phẩm với cả dây AV và dây loa. Đây anh em, dây loa mình vừa đã kết nối cùng một lúc với 4 loa cho anh em, loa A và hệ thống AV. AV mình cắm qua cổng là AUX. Đây là cặp loa Diatone. Và cặp loa này thì sẽ có tên mã là DS37D. Và dòng loa là 3 tấc và 3 đường tiếng, bass 32cm anh em. Và công suất của cặp loa này là đến tận 80W, nghĩa là nguyên cả hai cặp là 160. Còn cặp loa toa này thì quá nổi tiếng ở kênh audio, công suất của nó là 720W và 4 tấc và 4 đường tiếng. Đây mà anh em cùng thưởng thức chất âm của Pioneer. À mà mình quên giới thiệu luôn anh em là âm ly của Pioneer 727 này là dòng sản phẩm mà xuất âm tù với anh em. Nên năng lượng mà từ điện thì nó sẽ lưu vào trong tù, để mà xuất ra thì nó sẽ được tích tụ lại, nó sẽ được mạnh hơn và cho uy lực nó sẽ mạnh hơn so với những âm ly mà xuất âm bình thường. Rồi mình mở volume. Đây mình đang cắm AUX nha anh em, và đánh hệ thống AB cộng. Mình chưa mở volume mà anh em à, chưa mở CD. Oh,
Đầu tiên thì mình cùng nói qua về khả năng phối ghép, thì các bạn cũng đã thấy luôn rằng mình đang test âm ly với công suất chỉ là 170W, nhưng mà bù lại thì nó sẽ được xuất âm tụ, nên công suất khuếch đại nó rất là mạnh. Các bạn cũng thể thấy luôn rằng mình chơi cùng một lúc là 4 loa. Đây, cặp loa Diatone DS73D tổng công suất là 160W. Còn với cặp loa toa tổng công suất là 720W. Một loa là 4 tấc, một loa là 3 tấc và tổng công suất là 880W. Thì con này vẫn thể chinh chiến rất là tốt. Các bạn thấy mình mở ở nước rất là thấp thôi, chỉ khoảng là gần 9 giờ thôi, nhưng mà âm thanh phát ra cũng rất là to và chắc khỏe rồi anh em à. Đó là chưa kể là chưa sử dụng chiếc nào loa nét luôn anh em à. Anh em cũng biết là loa nét thì có chức năng là tăng cường âm rất là hay. Còn về chất âm của âm ly này thì rất là chi tiết và tách bạch giữa tất cả các dải bass, mid và jazz. Anh em mới thấy luôn rằng dải jazz của nó tái tạo rất là tốt, vì đây là đặc trưng mà muôn thuở của những dòng mà âm ly của Pioneer nghe rất là len keng, rất là hay. Còn dải bass thì mình đánh giá là đạt điểm là 9/10, vì nó còn thấp hơn của Sansui một chút, nhưng mà mình thấy là cũng rất là ổn rồi. Còn các bạn thấy sao về chất âm của Pioneer 727 thì xin hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hay thì đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.